Rồi xin chào anh em. Em sẽ quay tiếp một con DC70H máy thái xịn về container bữa 27 tháng 11 2023. Đây là em sẽ up video sau nha, tại vì nhiều video quá. Đây là con máy thái có giấy tờ hải quan đầy đủ, nhập khẩu chính ngạch. Đây. Và số khung con này là 5731. Con của nó đây, con rin của nó hoàn toàn. Em phải vệ sinh lại máy này nha. Con lăn là rin hết toàn bộ. Đây, con lăn đời đầu luôn. Máy đời 2015. Nước sơn lượng bên kia là còn nguyên xi hết luôn. Lăn rin. Tất cả lăn rin hết luôn nha. Xích là made in Thái Lan. Cái này đang gắn yên nha, yên đã bị hư. Cái đồng hồ bị mờ. Em sẽ làm lại cho anh em. Con máy rất là ok. Đây là máy thái cho nên chất lượng cao lắm nha anh em. Anh em yên tâm về chất lượng máy thái, dày hơn, nặng 3 tấn 50kg. Nặng hơn những máy bây giờ là 3 tấn 30kg. Sinh còn một số chút ít sinh chưa xong, chút nữa mới xong, nhưng mà quay cho anh em xem trước luôn. Cốp ở đây Kubota đời đầu, đem đời đầu luôn. Lưới rin từ bên Thái luôn. Dàn lường còn rất là đẹp, hộp số chưa vệ sinh, đang làm vệ sinh. Mà thở bơm chưa vệ sinh hơi dơ. Rồi em xin chốt con này xong ở đây nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em nha. Rất là mới luôn. Rồi bên đây về đến 6 chiếc ha. Thì cái này là máy thái 100% 1747. Thì chút nữa anh em xuống mình sẽ quay chi tiết một chiếc cho anh em xem nha. Quay sơ trước nha. Thì có phụ tùng kèm theo, có gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gạch cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha.
Đây là những cái DC với MG Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy lướt ha. Từ gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Ở phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.